comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Nước Mỹ đang trong cơn hoạn nạn trước đại dịch coronavirus. Để tri ân và bảo vệ những anh hùng tuyến đầu, hệ thống truyền hình SPTN và nhóm thiện nguyện RISE sẽ tổ chức quyên góp để cung cấp các dụng cụ y tế cho những bệnh viện tại các tiểu bang đang có nhu cầu cấp bách. Trong bối cảnh cách ly xã hội, chương trình Sing for Our Heroes sẽ lần đầu tiên được thực hiện dưới dạng Living Room Concert, với các ca sĩ sẽ trình diễn từ nhà riêng, được quay lại bằng điện thoại hoặc camera cá nhân. Từ tuyến đầu, những nhân viên y tế và bệnh nhân coronavirus sẽ chia sẻ với chúng ta câu chuyện của họ. Chương trình Sing for Our Heroes sẽ được trình chiếu trực tiếp trên hệ thống truyền hình SPTN và ứng dụng SPTN Go vào ngày Chủ nhật 26 tháng 4 lúc 1 giờ chiều California. Kính mời quý khán giả cùng đón xem. Hãy chung tay để bảo vệ nước Mỹ và bảo vệ cho chính chúng ta trên đường dài.